Đó, bây giờ mình cho dàn kem uống cử cử chiều các bạn. Đó thì mấy đứa này mặc đồ cho nó cái lột ra cái mình phải máng lên cái sào ra các bạn. Đó, giờ dàn kem vô đây nè con. Rồi đây. Giờ lấy cho dàn kem nữa. À, cái liều ho chị buổi chiều kem để lên để lên đó ho hỏi vừa lại uống à ho ho mà thấy là thấy cái này là không uống uống cái đổ làm gì đâu đâu có chết đít đâu. Khổ vậy đó mỗi à. Rồi bóp cái mỏ lại. Bóp cái mỏ lại mới uống thuốc được. Rồi đừng rồi. Ừ, qua mặc áo xong cái lột ra tụi nó lột ra đó các bạn ơi, tiếu mấy đứa này áo ấm mà tụi con lột ra làm chi vậy, lột ra áo của người ta ấm mà chết, lột ra ngon chưa. Đây, cắn hả? Quá đẹp, quá đẹp. Rồi. Rồi, lại béo ai. Rồi. Rồi. Ganh ăn ghét ở với tôi. Từ từ mặc vô cho nó ấm. Đứng dậy coi. Đứng dậy. Đứng dậy coi. Ừ, giờ nó rộng quá rồi. Mình phải mua cái đồ bấm tập dở các bạn. Biết bấm ăn không, ở đây quá nó dày quá không được bấm ăn thôi, mà bấm hai lớp thôi.
Ok. Ngon lành. Để chàng nghiên cứu cho con cái bụng ra. Mấy đứa mày nó mặc đồ gì đâu mà. Rồi. À, thấy cha mai độc đáo chưa? Ngon được cơm. Ê thằng thằng này là biểu à. Áo gì đâu mà. Còn ông này đi chỗ khác để tôi mặc đồ bách hợp coi. Trời ơi chỗ này cái mặt bự chùm má luôn, đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Cái mặt bự chùm má luôn để người ta. Còn bảo đó làm gì lo làng hay sớm rồi. Hả? Để đây mặc đồ luôn nè. Rần. Rồi. Rồi ok đẹp. Ngon lành ngon lành. Rồi đi chơi đây. Mẹ ơi vô khác rồi. Cho tặng cho mẹ vàng một chiếc áo đẹp. Áo ấm nha. Ấm nha, mùa đông nha. Mùa đông không lạnh nha, có cha rồi. Có hợp chỗ khác rồi, trời ơi nhột. Nhột quá. Mẹ vàng có không? Còn đứa nào nữa đi ơi. Còn Hà là nó tự lột ra các bạn ơi. Mẹ vàng tiếu. Mẹ vàng có ấm đó các bạn. Ơ cái mẹ vàng ngộ kìa. Mẹ vàng có áo đẹp đó. Còn thằng Ruby mặc áo kỳ ơi, sửa để cha sửa lại coi. Còn mẹ mặc dục áo luôn rồi. Rồi vô mặc áo cho mẹ mặc coi. Mẹ mặc bẻ bay. Đứng em. Chạy hả? Trời ơi chỗ khác, chỗ tao làm việc. Tôi đang đo ni. Trời ơi, chỗ tôi làm việc. Quý vị chỗ khác ơi. Bất hợp chỗ khác ơi. Rồi. Đẹp rồi đó. Rồi đi chơi đấy.
Rồi đi chơi đó. Ừ. Khu vực này là đẹp hết rồi đó. Để cho mượn coi, tôi bóp cái lưng lại cho. Không chịu. Thôi à, xin dừng video tại đây các bạn. Đó thì à, mình à, sửa lại à, mình à, sửa lại hôm nay mình sửa chuồng này thôi. Mẹ mở tưởng đâu bắt à, thở hổng mình cột con dây lưng vô cái nó ngồi vậy á. Tiếu đi coi, đi chơi thôi à, xin dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình à, sửa cái áo là các bạn thì à, mua áo nói chung là mình tả ký chứ nó không có vừa, của bà chị bà tặng, nhưng mà mình sửa lại thì ôm hết thành áo body hết. Thôi xin chào. Cái áo thằng này cũng vậy.